Gạt qua mọi lời đồn, cô gái Úc quyết tâm đến Việt Nam khám phá và cai kết khiến netizen xúc động. Chào mừng các bạn đã trở lại với Việt Nam Prosperity. Các bạn thân mến, Việt Nam là điểm đến lý tưởng với rất nhiều du khách quốc tế bởi những món ăn ngon, những địa điểm du lịch đẹp và giá cả phải chăng. Những điều này được chia sẻ rất nhiều trên các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, không phải người nước ngoài nào cũng biết điều đó và không phải video nào chia sẻ về Việt Nam cũng là những điều tốt đẹp. Điển hình như mới đây, một vlogger người Úc sau khi nghe những tin đồn không hay về Việt Nam như là Việt Nam có rất nhiều người thô lỗ, không thân thiện, có rất nhiều người lừa đảo khách du lịch, thậm chí là ghét người nước ngoài. Vì vậy gạt đi tất cả, cô ấy đã quyết tâm đến Việt Nam để khám phá, xem thực hư ra sao và chuyến đi của cô ấy diễn ra như thế nào và phản ứng của netizen nước ngoài ra sao, chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, mới đây kênh YouTube Dear Nessie của cô gái xinh đẹp Nessie đã chia sẻ một video với tiêu đề Nhật ký Việt Nam ngày đầu tiên đến Hà Nội, ăn uống khắp thành phố, uống cà phê dừa. Nessie và người bạn của mình đã chọn Hà Nội là nơi để trải nghiệm ẩm thực và văn hóa Việt. Tại đây, hai cô gái đã đi khắp phố phường và thưởng thức nhiều món ăn Việt Nam. Các món ăn đều khiến hai cô gái kinh ngạc bởi độ ngon và rẻ đến không tưởng của nó. Đặc biệt, khi thưởng thức bánh xèo, cô bạn người Úc của chúng ta tỏ ra khá lúng túng, không biết kết hợp các thành phần trên bàn như thế nào. Lúc này, một ông chú khá đứng tuổi đã chủ động lại bàn ăn của nữ du khách và chỉ cho họ cách cuốn bánh xèo sao cho đúng. Điều này khiến cô ấy rất ngạc nhiên bởi cô ấy không chủ động nhờ giúp đỡ, nhưng ông chú vẫn tinh tế nhận thấy cô cần sự trợ giúp. Chính sự nhiệt tình một cách đơn giản đó khiến cho Nessie vừa vui vẻ vừa cảm động. Cô nói rằng người Việt Nam thực sự rất thân thiện và cởi mở, không như những gì cô từng nghe trước đó. Nhìn nụ cười của ông chú, của cô bán hàng khiến tôi thực sự hạnh phúc. Người Việt Nam không chỉ bán hàng mà còn bán cả niềm vui cho chúng tôi. Đây mà là một đất nước không thân thiện ư? Đó chỉ là những thứ mà kẻ bịa chuyện nghĩ ra để lừa gạt chúng tôi. Tôi đã yêu đất nước này mất rồi và tôi nghĩ tôi sẽ trở về đây khi về già. Vâng, đó là những chia sẻ của Nessie khi cô có những trải nghiệm tuyệt vời tại Việt Nam và đập tan những tin đồn không hay về đất nước này. Vậy còn phản ứng của netizen quốc tế sau khi xem video này ra sao? Chúng ta cùng lượn một vòng để xem họ nói những gì nhé. Wow, thật là một đất nước sống động và tươi sáng. Thật vui khi thấy bạn tạo ra những kỷ niệm đáng kinh ngạc như vậy. Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ đến thăm Việt Nam và ăn hết tất cả những món ăn ở đất nước này. Tôi không biết tại sao nhưng tôi rất thích những vlog về Việt Nam này. Tôi ở đây để xem vì nó rất thư giãn, rất thoải mái. Cũng nhờ những vlog này mà tôi muốn thử món ăn Việt Nam và cảm nhận được sự tuyệt vời của đất nước xinh đẹp này. Thật điên rồ khi một kẻ nào đó đã nói rằng người Việt Nam không thân thiện. Tôi đã từng đến Hà Giang, Việt Nam và tôi đã được người dân ở đây giúp đỡ rất nhiệt tình khi tôi lạc đường và họ còn mời tôi ăn rất nhiều đồ ăn ngon của họ. Vậy nên, Việt Nam luôn nằm đầu tiên trong list những quốc gia đến du lịch của tôi. Tôi đã có một trải nghiệm tuyệt vời khi đến Việt Nam. Sự mộc mạc và thân thiện của người dân địa phương là điều tôi cảm thấy rất chào đón. Đất nước này còn có những danh thắng tự nhiên tuyệt vời như Hạ Long và Nha Trang. Tôi sẽ nhớ mãi những ngày tuyệt vời đã trải qua ở đây. Tôi là một người Anh và tôi vừa có kỳ nghỉ ở Việt Nam. Tôi chưa từng đến Hà Nội nhưng tôi đã đến Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Đẹp quá và mọi người thân thiện quá. Thức ăn rất tinh tế và rất tốt cho sức khỏe. Ở Việt Nam vui lắm và nếu các bạn chưa có cơ hội đến thăm Sài Gòn thì hãy thử nhé, nó rất tuyệt. Khi tôi có quá nhiều việc phải học và cảm thấy cuộc sống của mình thật tồi tệ, video của bạn làm tôi cảm thấy muốn được nghỉ ở Việt Nam ngay bây giờ. Người Việt Nam sẵn lòng giúp đỡ bạn mà không màng đến sự hồi đáp. Tôi từng gặp rắc rối về giấy tờ khi ở Việt Nam. Cô chủ khách sạn đã nhờ con gái của mình là sinh viên đại học đứng ra hỗ trợ phiên dịch và giúp đỡ tôi. Cô ấy đưa tôi đến gặp các cơ quan theo hướng dẫn để giải quyết được khó khăn. Tôi thực sự biết ơn họ. Việt Nam là một quốc gia đầy sức sống và màu sắc. Tôi đã có cơ hội thưởng thức những món ăn ngon tuyệt vời như cơm tấm và bún chả, cảm giác đặc biệt khi thăm Hội An vào buổi tối với những ánh đèn lấp lánh và không khí sôi động. Tôi không thể không khen ngợi về sự đa dạng và vẻ đẹp của Việt Nam. Ôi trời, các khách sạn ở đó có cho phép bạn mang sổ riêng vào phòng không? Bởi vì ở Malaysia, họ không cho phép điều đó, kể cả trên các phương tiện giao thông công cộng và thang máy. Có lẽ người Việt Nam đã quá quen với mùi đó, nên họ không cấm mang nó ở nơi công cộng. Tôi đến từ Philippines, tôi cũng đã có dịp qua Việt Nam một lần vào tháng 4 năm trước. Đây quả thật là một đất nước thân thiện và rất đẹp nữa. Vịnh Hạ Long là nơi mà khi đến Việt Nam, bạn nhất định phải ghé thăm, nó rất đẹp. Sau khi xem video của bạn, tôi thực sự muốn đến Việt Nam, thật dễ dàng để tìm thấy đồ ăn ngon ở đây. Trước đây tôi thắc mắc
là liệu du lịch Việt Nam có đắt không, nhưng sau khi xem xong video này thì tôi chắc chắn nó rẻ hơn ở Đức rất nhiều. Cảm ơn vì video của bạn, tôi sẽ đến Việt Nam vào tháng 6 tới. Tôi đã có một trải nghiệm tuyệt vời khi thăm Việt Nam. Sự hòa mình và cuộc sống hàng ngày của người dân địa phương đã làm cho chuyến đi của tôi trở nên đặc biệt. Đồng thời, việc thưởng thức các món ăn đường phố như bánh mì và phở đã làm cho tôi có một trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời ở đất nước xinh đẹp này. Việt Nam là một đất nước tuyệt vời. Tôi đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp tự nhiên của nó và sự nhiệt huyết của người dân địa phương. Đặc biệt, ẩm thực Việt Nam thực sự tuyệt vời. Tôi không thể quên hương vị của phở và bánh mì khi đã trải nghiệm ở đây. Đó là những bình luận từ cư dân mạng quốc tế mà mình vừa tổng hợp được. Theo lời kể của nhiều du khách, có rất nhiều thứ nhắc họ nhớ về Việt Nam, nhưng nhớ nhất là mỗi khi đến Việt Nam, thứ chào đón họ chính là nụ cười chân chất từ một người lạ ở một vùng đất xa lạ. Có lẽ cái nhìn của người địa phương trao cho họ thực ra chỉ là sự tò mò, lạ lẫm, nhưng trong mắt du khách nước ngoài, nó lại bao hàm ý nghĩa của sự quan tâm và thân thiết. Việt Nam, một đất nước nằm ở trung tâm Đông Nam Á, nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên hùng vĩ. Đây không chỉ là một điểm đến du lịch, mà khi đến đây, du khách còn được tham gia một hành trình khám phá văn hóa và con người. Trong xã hội Việt Nam, sự mộc mạc và thân thiện không chỉ là đặc điểm của một số người, mà là nét đặc trưng của cả một dân tộc. Người Việt Nam thường đón tiếp khách một cách chân thành và nhiệt tình. Sự hiếu khách và sẵn lòng giúp đỡ của họ đã tạo nên một bầu không khí ấm áp và thân thiện cho du khách khi đặt chân đến đất nước này, khiến họ cảm giác luôn được trân trọng và yêu quý khi có mặt ở đây. Không chỉ là một điểm đến văn hóa, Việt Nam cũng là thiên đường của những món ăn ngon với sự phong phú và đa dạng của ẩm thực từ miền Bắc đến miền Nam, từ biển đến núi rừng. Du khách có cơ hội thưởng thức những món ăn đặc trưng đậm chất dân dã như phở, bánh mì, bún chả, cơm tấm và nhiều món ăn đường phố khác. Đặc biệt, vì được ngồi quanh một cái bàn nhỏ, chia sẻ những món ăn với gia đình hoặc bạn bè cũng là một trải nghiệm không thể quên. Ngoài ra, Việt Nam còn sở hữu những địa điểm du lịch đẹp và đa dạng, từ những bãi biển tuyệt đẹp như Hạ Long, Nha Trang đến những ngôi chùa linh thiêng như Chùa Hương, Chùa Một Cột và những khu di tích lịch sử như Cố Đô Huế, Phố Cổ Hội An, du khách có thể thưởng ngoạn vẻ đẹp đa dạng khi đặt chân đến quốc gia xinh đẹp này. Video ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Bạn có suy nghĩ gì về video này? Hãy để lại ở phía dưới phần bình luận để mọi người cùng thảo luận nhé. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và subscribe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.